Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, mới đầu chẳng thấy gì chưa? Em tôi Big Fat 2AD đó mọi người. Đó, đã vậy thêm ông Lavi, ông còn di chuyển. Tự nhiên ông John đã chuyển lên top rồi, ông còn đi lên đây nữa. Làm bị thọt mất một đợt lính, không biết có bị thọt không nữa. Đó, nhưng mà không sao, trận này tem lỡ Big 2AD rồi thì cũng sao nhé mọi người. Nói chung là cầm John mà gặp Batman thì Batman khó chứ phải John khó lắm mọi người. Con Batman nó không sợ AD đó, nó là sợ ngán mất con John này mọi người ơi. Kiểu thằng John nó nhanh tay ấy, là nó vừa thấy bay vào cái là nó đẩy ulti liền. Đó nên là Batman mà muốn bắt được con John á thì phải còn chỉ có cách là tiếp cận nó bằng chiêu combo 21 thôi rồi ulti thôi. Chứ mà ulti kiểu ui dồi, cái gì vậy? Có một đứa mà sợ solo kill với hai thằng vậy. Đó, chứ mà kiểu Batman nó mà combo ulti bay vào mọi người. Là vừa bay vào chứ kịp bay vào đâu, nó đẩy ra phát rồi, John đẩy ra phát ở sấy cho nguyên một đống đam này này, các bà con bờ loa trong trụ này, à trong bụi chứ. Rồi, bò đây cấu này, ui nó chạy ngoài rồi mọi người. Rồi, ui, ui ôi, đánh con bò rồi, rồi lui chứ mọi người. Ở lại con dọn, con bờ loa nó có cái phù hiệu tinh linh, nó bắn đau quá. Rồi, bây giờ tôi biến về nhé, nhưng mà có vẻ là tôi sẽ không ăn được con rồng mọi người ơi. Đó, không ăn được con rồng rồi nên là tôi sẽ di chuyển qua ăn con tà hần nhá. Tầm này ăn rồng không nổi đâu mọi người. Còn Bright tem nó đầu game ép mạnh lắm. Tôi ăn rồng ngu cái hết chiêu hay là bị nó giết chết mọi người. Rồi, nên là tôi sẽ di chuyển lên ăn con tà thần nha. Ok. Đó, trận này gặp Rat mua skin 3S luôn, nó không biết đánh có khét không đây. Thường tôi thấy mấy thằng mà giàu giàu không biết là một không biết đây là nhà giàu hay là cũng cham rát mọi người. Thường thường mấy thằng có skin xịn đánh hay gắt lắm. Rồi. Ok. Bây giờ thì vô ăn con quái này, rồi ăn con Blue nha. Ăn blue xong rồi để tôi xem coi. Đây nè, bắt nè, bắt rồi xong. Trời ơi bị đẩy ra kìa. Rồi, ok. Đó, trận này có Chanel rồi thì Batman bắt bằng trời. Hả, vô bắt cái là Chanel bật ulti lên cái là thôi ao nhây liền. Trận này khổ Batman rồi mọi người ơi. Trận này Batman không được chơi game thề luôn. Tôi xem cho Batman chơi game đâu. Trời ơi, chứ mà để Batman chơi game là mid với AD mình sợ hãi lắm mọi người. Nó mà được farm nó được nó mà xanh á thì mid AD bị sợ lắm. Đó nên là cố gắng làm sao không cho Batman nó xanh nhá mọi người. Trận này gặp John thì Batman không được farm mấy đâu. Cứ sao farm cái là bị John sấy à. Rồi nên là cũng đỡ nha, trận này biết 2 AD rồi vẫn đỡ nha. Rồi ok, bây giờ thì ê, con bò lạc. Ui, tôi đi chuyển nhanh xíu rồi, có khả năng tôi ăn được con bò rồi. Tôi canh đam. Ô làm gì ulti này đúng không? Rồi, ui hụt rồi. Không sao nha, tôi sẽ vẫn cố gắng diễn. Ui tục biến nữa à, thôi bỏ nha mọi người. Ui ôi, phát nó tôi ulti hụt tôi không hiểu luôn chứ. Phải nổi thật cái tay nhanh. Rồi, không sao nhá. Rồi, bây giờ thì kẻ đi. Đó, vô chém này, đánh thường này. Ôi không ăn được rồi. Rồi, cấu máu thôi rồi, tôi sẽ ăn quái này, tôi di chuyển limit nhá. Bây giờ chỉ còn cách đi farm vòng thôi. Đi farm vòng thôi, giờ cố gắng. Nói chung là mọi người cứ đi farm thôi, gặp quái đâu farm quái đó. Đó, thằng Brian nó ăn con quái kia rồi kìa. Chắc chắn nó sẽ lại ăn con nhỏ nha. Rồi. Bây giờ để tôi đây. Tôi sẽ qua. Nha từ nha. Ui Brian nó về lane rồi này. Giờ này, đây này, qua đây bắt nó này. Rồi, thằng Brian còn nguyên C2 bùa mọi người. Bùa nó chưa có nào ra hết á. Rồi, tôi sẽ qua đây tôi ăn con quái nhỏ nha mọi người. Đây chừng trị này, đánh thường này. Ui vẫn hề nó vẫn ăn được. Rồi, ok lui thôi, chạy thôi. Trời ơi, chụp chó xíu thôi mà. Rồi, bây giờ thì di chuyển về ăn con bùa lô nhá mọi người. Họ nói chung là cứ cướp có gì thì cướp, còn nhỏ cũng được, bảy mấy vàng lấy đâu ít đâu. Rồi ok, bây giờ ăn hồ lô rồi, qua dọn hết đợt đính này xong rồi đi di chuyển xuống đường dưới nha. Họ thằng Brian nó vẫn còn chưa có con bùa ra đâu mọi người ơi. Đấy, hai cái ấy bùa đỏ ra kìa. Đó, hai cái map nó vẫn còn nguyên si bùa luôn. Ô xong Brian ăn bùa chậm nhỉ. Mình bây giờ mới hết rồi, mới hết bùa đỏ. À bùa xanh hết luôn rồi. Rồi bây giờ thì đây. Qua đây. Qua đây phụ mình bắt con Brian này mọi người. Ôi gặp thằng Rat nữa à. Từ nha. Khó nha. Rồi này, không biết chừng chị có một con bùa đỏ không? Chừng chị, ừ, hệ có phải ăn được nha. Ngon, lượm bùa đỏ lên. Rồi, bây giờ thì đạt được mục tiêu rồi thì tôi sẽ
Thôi cho Kishi lên cứu đi mọi người, mình đi dọn lính. Rồi, ok, xin được lính con mít nha. Ui, mít về rồi, từ chạy đâu vậy mọi người. Ăn nữa là mít đã chửi cho đấy. Con xe ăn nữa là mít đã chửi luôn đấy. Rồi, bây giờ thì ăn quái này rồi ăn combo lu nhé. Đấy, đường dưới mình, ui, vãi nồ, cướp con rác của mình rồi. Rồi, ôi, không có tường nữa. Rồi, ok, nhưng mà tôi chắc chắn tôi sẽ giết được con này nhá mọi người. Rồi, mất tốc biến luôn. Rồi, mày lộ tường không? Mày lộ tường. Ui, vãi nồi, hay lộn, lộn, hàng ngày nó lộn bắt tường nhưng mà lộn xịt mọi người ơi. Trời ơi, tôi đang tính hack não đó mà cuối cùng lộn xịt tôi lại lướt qua. Nhưng mà không sao, vẫn lực nhá. Mày thì ăn bùa đỏ. Ăn bùa đỏ tao này. Ăn bùa đỏ cái là phải đền lại hai mạng. Đấy, đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Bắt mẹ nó chưa kịp bay vào cái giòn tôi đã đẩy ra rồi. Đó, nên là mất cái đam sát thương là khổ lắm. Còn Batman giờ mất cái chiều chiều cuối hồi được miễn thương rồi, nên là đam nó to lắm. Rồi, ok, bây giờ vô cướp combo lu của nó nhé mọi người. Ok, sao có đánh gì đấy. Rồi, đó, lượm luôn combo lu của ông Bright. Không cho nó farm nha, Bright mà mọi người biết rồi. Bright mà được farm, ơ kìa. Trời ơi, theo vấn đề mất con quái, cày thế. Rồi, đó, à đây nè, đây nè. À, ui ôi, bướm băng xương ao dây rồi mọi người ơi. Rồi, bùa đỏ chuẩn bị ra rồi nhá, tôi sẽ loanh quanh ở đây để tôi lượm bùa đỏ nhá mọi người. Rồi. Đây, nắp. Cứ nắp thôi, Bright kiểu gì nó sẽ ra. Kiểu gì Bright có đây nè, nó này, nó ở dưới này. Này, ulti này. Rồi, ok, lượm Bright nhá mọi người. Ăn Bright phải. Ơi. Mãi nồi, tôi. Trời ơi. Mãi chưởng cái tay kìa. Ui, bạn này ngu rồi. Sao thì trời ơi, cứ đường đủ tầm chứ bảo đâu hay lướt chiều cái nó có... À, nè, chém này, rồi ok, lướt ra nhá. Rồi, đây nè, chém thường này, rồi ok, xin luôn mạng, hai mạng luôn. Ăn luôn cái trụ luôn. Trời ơi, cái phần nó nẻ thật chứ, nẻ tôi luôn, tự nhiên tôi lướt, tôi cứ tưởng đủ tầm á. Thằng một đáng bình thường sẽ đủ tầm á, nhưng mà... Overrun nó lém cho một, nó tăng tốc chạy, thế thành ra tôi không đủ tầm, vãi trưởng lướt ngu thật sự. Rồi, ok, nhưng mà không phải bỏ qua đi. Vấn đề là tôi vẫn ăn được hai thằng đó, và ăn lượm luôn cái trụ top nha. Họ trở đầy big 2 AD nhưng mà vẫn khỏe nha mọi người, tôi vẫn gánh được team nha. Rồi, bây giờ thì đi farm tiếp mọi người ơi, mới cấp 11 thôi. Cố gắng farm lên thêm một cấp nữa là cấp 12 là chơi ngon rồi. Họ cấp 12 đi ảo tưởng cân 5 cho mọi người xem nè. Rồi, giờ ăn con bờ đỏ nha. Rồi, ôi kìa, trời ơi, tôi chừng chị kìa, thế phải đi ăn. Cày thế, mày có làm được cái gì cho team đâu, mày đi ăn bờ đỏ tao chi vậy. Rồi, bây giờ thì... qua cướp blue chứ làm gì, nói chung là không cho thằng Bright nó farm người ơi, nó cứ làm gì là ăn blue chưa rồi tính. Rồi, để con bò này bỏ hết chiêu này, múc đi nè, ulti này. Rồi, từ ra bắt nè, hai đứa này, chém này, lướt này. Ui không được rồi. Trời, ui. Chưa lấy cấp 2 đây này, vừa nói vừa lấy cấp 12 này. Nên tiếp lên luôn, Rồi chém thường này, lướt ra ngoài này. Ok. Đấy, một pha combat ở đường blue tên bạn thôi. Em bạn mất 4 đứa rồi, còn mỗi con Batman thôi, Batman nó tàn hình ở đâu á. Con bướm cái đơn nhá, Batman đa đây là nó trên này này, Rồi, nói chung là từ kẻ đi. Bây giờ tôi sẽ phải lượm con quái trước, phải Batman kiểu gì nó sẽ đi tàn hình cho nó bắt đa đế mọi người. Kiểu gì luôn. Đó, cho cẩn thận nhá, Batman nó sẽ gặp Batman đấy. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ vô ăn con tà thần nhá mọi người. Đó, nói chung là cứ ăn mục tiêu thôi. Tem nó có lợi thế là mục tiêu thôi. Nhưng mà con AD ở dưới một mình ăn con rồng khổ vậy. Cẩn thận. Rồi xong, cẩn thận bắt mẹ nó giết nữa. Rồi, ăn con tà hần thôi nhá. Ui ôi, bắt mẹ xem cái miệng mình linh vậy. Vừa nói bắt mẹ cái gặp bắt mẹ thật luôn. Ui, mất luôn con rồng mọi người ơi. Bắt mẹ ở dưới ăn rồng à kìa. Kia xuống. Rồi ôi, khổ vai. Trời ơi, tem ăn con rồng của mình ấy, bắt mẹ nó ra nó múc luôn á. Sao cái miệng tôi linh ấy ta. Vừa nói bắt mẹ nó giết kìa, cái bắt mẹ nó ra thật. Ấy, trưởng thật. Rồi, bây giờ thì đi lên farm đợt lính nhé mọi người. Đó, con tà hần nó ra ở dưới kìa nên là chắc chắn lính sẽ lên. Cố gắng lên cây phục hộp kiếm. Phục kiếm nào với to mọi người ơi. Phải có phục kiếm nhé, con da này build đồ chính chắc chắn phải có phục kiếm. Mọi người không nâng phục kiếm thì mọi người phải có cái áo choàng băng giá. Đó trang bị thủ á mọi người. Rồi, bây giờ thì vô chém này. Kìa, con da này. Đó, mọi người đừng thắc mắc tại sao tôi phải combo như vậy nhá. Bởi vì trận này tôi mang ma tính nha, phải combo vậy để tối sát thương nhé mọi người. Chiêu nó chung là nói chung là mình phải tận dụng cái ma tính nha, nên là mọi người mà mang ma tính nha mọi người nên combo bằng chiêu thức không cường hóa trước xong rồi mới bật ulti lên, nhưng mà đừng combo hết chiêu nhé mọi người, combo một lượt thôi, kiểu là mọi người có cái gì nhỉ, ok từ chém này, để một chút rồi tiếp đi, là mọi người có cái nội tại ấy, là mọi người thường sẽ tích hai lần nội tại đó, mọi người chỉ làm đánh mất một cái nội tại thôi xong rồi bật ulti liền. Đó, để mọi người còn nội tại, để mọi người còn múa chứ mọi người hết nội tại rồi, nó tích nội tại trắng cho mọi người rồi, ok ăn luôn con rát này. Nó không biết có quyền đây không nha. Từ tôi chưa muốn quyền đâu, tôi muốn ăn thêm một xíu mạng cơ. Ôi chết mẹ rồi, ăn thêm xíu mạng đưa chết bá rồi.
Rồi nhưng không sao nhá, kiểu đó là vẫn win rồi, Bright em bạn chết rồi. Team tôi vẫn còn 2 AD, vẫn còn sống cái này. AD bạn ra bắn này 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 nè. Ok. Rồi có thể clip này win tại đây rồi. Underwater kill kìa. Thôi, cảm ơn anh em đã coi clip nhá. Nếu thấy hay thì nhớ đừng quên cho mình xin một like, subscribe ủng hộ kênh mình nhá. Ok, bye bye anh em. Hẹn em clip sau nha. Bye bye.